Một miếng bánh da lợn ngon thì phải giòn giòn nè, dai dai và mềm nữa, và có cái độ béo, độ ngọt vừa phải và độ thơm, mùi thơm của lá dứa. Thì hôm nay mình mời các bạn vào bếp làm bánh da lợn với hai màu, đó là màu xanh lá dứa và màu tím của lá cẩm. Và nhân thì đậu xanh, nước cốt dừa rất là béo và thơm ngon. Với cái công thức của mình rất là đơn giản, gọn gàng và dễ nhớ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Có 300 g bột năng với cái màu xanh lá dứa. Thì cái bột năng hiệu nào cũng được hết, hiệu nào cũng làm được hết. 300 g. Và 100 g đường, nếu các bạn ăn ngọt thì 150 nha. Rồi, có là nửa muỗng cà phê muối. Và 200 ml nước lá dứa, mình xay khoảng 10 cọng lá dứa, mình vắt lấy nước. Rồi có 400 ml nước cốt dừa, là một lon nước cốt dừa luôn đó, là 400 ml. Và một muỗng canh dầu ăn cho cái bánh mình nó bóng mượt. Nếu mà nước dừa của các bạn nó bị cũ quá đó, nó đặc lại, thì các bạn hãy để vô lò vi sóng khoảng 1 phút cho nó tan chảy ra rồi mới cho vào đây nha. Rồi bột nó còn lợt lợt á, nó không xanh, thì mình cho chút xíu siêu màu xanh lá dứa cô đặc để cho giữ cái màu đẹp. Thì các bạn quậy ra cho thật là đều, mình để đó khoảng 30 phút rồi mới hấp. Rồi bây giờ mình ra mình pha bột phần đậu xanh. Có 200 g bột năng và 50 g bột gạo. Rồi mình pha với nửa muỗng cà phê muối và 100 g đường, một muỗng canh dầu ăn. Và đậu xanh thì mình có 100 g đậu xanh sống. Rồi mình nấu cho chín. Tất cả mình xay với nước với 200 ml nước nha. Rồi mới cho vào trong cái bột này. Rồi cho vào đây là 400 ml nước cốt dừa. Rồi mình quậy ra. Quậy ra rồi lượt lại. Với phần đậu xanh thì mình phải lượt lại, nếu mà thấy nó lục cục đậu xanh thì phải lượt lại để cho nó mịn á. Quậy cho đường và bột tan đều rồi lượt lại. Rồi cái màu này nó chưa có vàng lắm, thì mình muốn vàng hơn xíu nữa mình cho chút xíu siêu bột nghệ vô để cho nó vàng, mình không có bỏ màu. Nếu bỏ màu vô thì mình không có thích màu, cho chút xíu bột nghệ nó không có hôi đâu. Rồi mình lượt lại nè, giờ cái màu vàng nó được rồi. Mình khi mình hấp bánh lên thì mình thấy có cái màu vàng á, cái nhân đậu xanh màu vàng. Rồi mình để ủ 30 phút nha, để ủ đây. Rồi qua tới cái màu lá cẩm thì mình có 300 g bột năng. Rồi 100 g đường và 400 ml nước cốt dừa. Và cái lá cẩm thì mình nấu khoảng một nắm lá, mình nấu một nắm lá cẩm, nấu ra với rồi lượt lại sao cho đủ 200 ml. Và một phần tư muỗng cà phê muối cho vào trong cái nước lá cẩm này luôn. Rồi cho vào đây một muỗng cà phê rượu gum để cho lên cái màu đẹp, lên cái màu sẽ lên cái màu tím rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình cho bắt đầu cho vào trong bột này. Đó, màu tím lên đậm tuyệt vời luôn. Chỉ có một nắm lá, mình bóp lại một nắm lá thôi mà nó ra cái màu đậm như vậy. Mình có cái bí quyết để nấu cho cái màu lá cẩm nó đẹp và nó lên màu đẹp. Thì mình sẽ có một cái video khác. Bây giờ mình quậy ra cho cái bột nó mịn rồi lượt lại nè. Đó, còn bột lục cục nè, lượt lại rất là mịn, rất là đẹp luôn. Rồi mình ủ 30 phút nha.
30 phút trở lên rồi mình mới hấp. Rồi bây giờ mình bắt nồi nước sôi, thiệt là sôi rồi. Bây giờ mình cho cái khuôn vào để nó nóng. Rồi mình dùng cái chai xịt á, mình xịt cho nó không bị dính á, chai chống dính nè, xịt cho nó không có bị dính cái khuôn. Rồi giờ mình mới cho cái bột màu xanh lá dứa trước. Giờ mình chán này. Cái phần hấp này là trong vòng 4 phút. Đó, 4 phút mình dở ra thì nó là chín rồi, màu trong và nó nổi lên trên á. Nó giống như bong bóng, nó nổi lên trên là nó đã chín rồi. Thì mình cho phần đậu xanh chín giữa, mình hấp cho đến khi nào đến hết luôn nha. Rồi tới phần lá cảnh, mình hấp phần lá cảnh này. Phần lá cảnh thì mình cho vào đây một muỗng cà phê nước vani. Nếu các bạn có nước, còn mình không có nước thì mình dùng cái ống vani, một ống vani cho nó thơm. Vì lá cẩm nó không có cái mùi gì hết. Các bạn chọn cái cây giá nào mà múc bột á, hoặc là cái chén cho nó bằng với nhau, cái lượng bột nó bằng với nhau, thì khi mình đổ á, nó không có bị cái lớp này dày hơn cái lớp kia. Mình xăm vô mình thấy nó chín, nó không bị dính lên, nghĩa là nó đã chín rồi. Nó ra cái màu tím đỏ đỏ, nhìn khác nhau hoàn toàn hai cái màu nè. Nhưng mà khi nó nguội thì nó lại đổi ra một cái màu tím rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Cái màu tím lá cẩm này, khi mà các bạn để nó nguội, cái bánh này nó nguội thì nó ra cái màu khác nữa. Rồi khi mà đổ cái, có một cái lưu ý là khi mà các bạn đổ về những cái bánh về sau cùng, những cái sửng sau cùng á, thì cái lượng bột còn lại các bạn cho vào khoảng 3-4 muỗng canh nước để cho cái bột nó lỏng ra, gì cái thời gian dài nó nở ra thì cái bột nó sẽ đặc lại và những cái khuôn bánh đó nó sẽ bị cứng hơn. Cái này mình hấp là hai lớp để mình cuốn nè. Rồi cho mình hấp xong để cho nó thật là nguội nha, rồi mới cắt. Đó, cái màu đẹp ghê chưa. Đó, để cho nguội. Rồi cái bánh lá dứa này nó đã nguội rồi. Đó, màu xanh này đã nguội rồi, mình đổ ra mình cắt này. Đó, cái lượng bột và cái lượng nước rất là vừa luôn. Đó, rất là vừa, độ dai, độ mềm, nó có hơi cái giòn giòn trong này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn nè. Cái bánh này mình thích lắm luôn, nó rất là vừa. Rồi mình sẽ cắt ra. Mình đổ cho nó cái nào nó cũng đều với nhau hết trơn. Cái màu vàng và cái màu xanh á, cái lượng bột nó bằng nhau thì nó sẽ đều với nhau. Rất là mềm luôn nè. Rồi cái màu tím lá cẩm nè, nó ra cái màu tím đẹp không? Cái màu bây giờ nó nguội rồi, nó đổi là cái màu tím rất là đẹp luôn nè. Nó khác hơn là màu tím hồi nãy mình hấp á. Mình nhìn nó đỏ đỏ, bây giờ nó không có còn đỏ nữa. Ngon ơi là ngon luôn. Thơm mùi vani, mình bỏ vani vô thì nó sẽ thơm mùi vani. Nếu mình không bỏ vani thì nó sẽ không có cái mùi gì, nó chỉ có mùi nước cốt dừa thôi. Bây giờ mình cuốn nè. Mình cuốn thì các bạn vừa hấp ra mà nó còn hơi nóng á, các bạn phải cuốn lúc đó đó thì nó mới dính với nhau, nó mới dính chặt với nhau. Còn nếu các bạn để nguội rồi cuốn thì nó sẽ không dính với nhau đâu. Thì các bạn để vô lò vi sóng khoảng 30 giây hoặc là 40 giây để cho nó chảy ra cái bột, nó mềm ra chút xíu thì nó mới dính. Rồi video bánh da lợn của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau.